kiến đạo đại nhân. Được rồi, đứng dậy đi. Mã Vân Hạng, ngươi có biết phòng thủ vệ làm cái gì không hả? Ở Tây Bắc dùng La Bố Tần Châu, lại có bạo động biên thùy, triều đình khẩn trương, cho nên đã phái người đi bảo vệ quốc thổ. Ta với người kết vào bấy lâu, đã là chủ bộc. Ngươi đã có tuổi rồi đó mà, ngươi cũng nên biết, nếu như triều đình phái ngươi ra trận tuyến, ta lo là ngươi chống không nổi đâu. Huống chi con của ta với con của ngươi quen biết với nhau, bấy nhiêu tình nghĩa, ta không muốn bắt ngươi mạo hiểm đâu. Cảm ơn đại nhân. Nhưng mà văn thư vẫn còn chưa phê, ý của triều đình cũng mong là ngươi chịu đi. Đại nhân, tiểu nhân hứa sẽ tận sức cho đại nhân, làm trâu làm bò chết cũng không thôi. Tốt. Ta thích nhất là những đứa con hiếu thảo như vậy. Rốt cuộc Trấn Đông đã chịu thứ lỗi cho ta. Coi như ta muốn lần, thiệt không có uổng công đâu nghe. Cái con chùa Trấn Đông nói dài lại với người thôi, người đã mừng tới nỗi quên cả cái chân của mình đang bị đau rồi. Thì phải mà, sự thật là mình hiểu lầm tới người ta đó. Vậy cũng tốt, vụ của cậu thì đã có đầu mối rồi, không biết vụ con Tuyết lại ra sao. Đàm sư phụ. À, tới rồi. Bất Bình, sao rảnh tới chơi vậy? À, ăn cơm chưa? Thiệt là dư thừa. À, Đàm sư phụ, gần đây Đàm gia thoái của ngươi lừng lẫy với kinh thành, huynh đệ của nha môn ta nhờ ta đem một bình rượu tới để chúc mừng ngươi đó. À, đâu có cần khách sáo như vậy, không phải lấy đâu. À, lấy đi. Không lấy là không lấy. Bình rượu này sao nhỏ xíu vậy? Ai da, gì ha? Sợ thật vậy mà? Không phải đâu, bình rượu này là quý giá lắm đó, cầu tốt không cầu nhiều mà. Vậy à, rượu gì mà hay vậy? À, xương cọp đuôi bò. Ờ, giờ tầm bảy tầm bạ. À, dì Hà, đừng có suy nghĩ dễ dẫn nha, bình rượu này thì là tẩm bổ lắm đó, tốt cho eo và bổ thận. Hai sư đồ của họ đá ngày đá đêm thì là hao sức lắm mà, đừng có nói là đau lưng nhức mỏi, bị gãy xương sống lưng cũng được lành lại đó. Bình rượu này lợi hại, hay luống thử một miếng đi, không chừng có thể chữa lành lại cái chân của cậu đó. Wow, thiệt là thơm quá. Khoan đã, đừng uống, có bụi đó. Hả, có bụi? Bình rượu này đã ngâm hai mươi mấy năm rồi, bụi ở cái nút chai có lẽ rớt xuống rượu. Ly đầu tiên đừng có uống nha. Hai ly đầu tiên đừng có uống, thì uống ly thứ hai đi, uống ly khác. Nè, ly này hết bụi rồi chứ? Ê, đừng có uống. Nè, ngươi làm gì vậy? Hơi, người muốn cái gì chứ? Đổ hết ly này tới ly thứ hai, thiệt là làm phí rượu đi. Người dở cái trò gì đây? Dạ, mấy cái rượu xưa này ngâm hai mươi mấy năm rồi, ly thứ nhất thứ hai cũng không uống được đâu. Ngày mai mới uống đi. Vậy đi nha. Sao nhiều quy củ vậy? Dạ phải, miễn là hôm nay đừng có uống, ngày mai mới uống đi. Ta đi nha. Quay. Nhớ nha, hôm nay đừng có uống, ngày mai mới uống. Cái tên Bất Bình này à, thiệt là quỷ quái mà. Thì không ngờ nhà môn cố tình đem rượu tới à. Đàm gia thoái được dựng lại tiếng tăm à, cũng nhờ thằng Hỷ đó nghe. Dĩ nhiên. Được rồi, để một lát cậu tống cho nó uống vài ly cho nó mạnh dạn chút. Cái thằng khờ này á, cả việc nói thêm vài lời với con Tuyết cũng không dám. Chút nữa nó uống ba ly vô bụng rồi thì tâm sự gì á, nó cũng nói với con Tuyết hết. Vậy cũng phải cách đó. Dĩ nhiên. Hỷ à, ăn cơm. Dạ sư phụ. Mà lên, ăn cơm. Đồ ăn ngon quá ha. Không những vậy, còn có rượu nữa nè. Nè, ngồi xuống. Nè, uống rượu đi. Bảo đảm cường thân, kiện thể. Muốn gì là nói nấy. Sư phụ nói vậy để gì? Dù này thơm quá đi, mua ở đâu vậy? Của Mã Bất Bình đem tặng đó. Hắn cố tình đem tới tặng cho con Tuyết. Hắn nói là bình rượu này kêu là mỹ nhân tiếu, rất là ngon. Rượu ngon tặng cho mỹ nhân, nhất tiếu động phương tâm. Cái tên Mã Bất Bình này, cái miệng thiệt là ngọt sớt, tỉ mỉ tế nhị. Tốt ở cái chỗ là chịu tỏ lòng với con Tuyết, thiệt là hiếm có. Nếu như con Tuyết nó biết được, nó sẽ mừng lắm đó. Ý, các người đang nói cái gì? Cái gì mà được vui vẻ đây? Phải,
Má bất bình á, mua chai rượu tới tặng cho em nè. Là mỹ nhân tiếu đó. Là bình này hả? Không phải. Hi, ta không biết uống rượu mà. Để ta đem về phòng cất lại đó. Nè nè, Tuyết à, Tuyết à. Ây da, coi nó kìa, cười tươi thiệt đó. Hai vậy à, người thấy chưa? Má bất bình thiệt là khéo dỗ ngọt con Tuyết. Bây giờ người ta tranh thủ tích cực sắp đánh tới nơi rồi. Sao người vẫn án mình bất động như vậy? Thật ra cô em của ta mềm lòng lắm đó. Lại chịu nghe lời nói ngọt ngào của người khác. Dì Hà, sư phụ à, ta thật lòng yêu thích cô Tuyết. Nhưng nó không phải con trùng trong bụng của người. Ta biết. Nhưng kẹt cái là mỗi lần ta gặp mặt của cổ thì ta cứ ta hoài nói không có ra. Sư phụ à, ông dạy ta phải làm sao đi? Ta hả? Lại ta. Hai đứa thiệt là vô dụng quá mà. Nói vài lời thôi có khó khăn gì đâu. Muốn không giúp người cũng không được. Nè, cầm đi. Mỹ nhân tiếu thì là cái ý nghĩa chứ. Bây giờ sao xong mũi quá vậy? Biết đâu uống vừa sẽ thấy ngon. Tuyết Hỷ, sao kỳ vậy còn ra luyện công? Không phải luyện công. Ta... Thật ra thì ta có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì vậy? Ta yêu cô. Người nói cái gì? Ta yêu cô. Nói cái gì? Ta không hiểu. Vậy cũng không hiểu. Nè Tuyết à, ta là một người không khéo ăn nói, lại không biết dỗ ngọt người ta nữa. Nhưng ta thật lòng, ta yêu cô. Người yêu cô đó mắc mới gì ta? Ta không phải nói là yêu cô đó, ta yêu cô. Hả? Ta nghiêm túc đó Tuyết à. Bây giờ bình rượu của ta. Tuyết à, đừng có lụm. Bây giờ tôi được rồi, bỏ đi. Ta đi lấy chổi. Là Hỷ thích ta. Tại sao lại như vậy? Người đã uống say hả? Đâu có uống say. À Tuyết à, còn tới đúng lúc, uống được với ta. Bây giờ uống cái gì? Ta có chuyện muốn nói với người nè. Nói gì? Sao người uống say quá vậy? Uống say rồi thì tốt. Uống say rồi thì khỏi bị phiền phức gì hết. Rồi uống đi, uống. Có phiền hơn ta hay sao? Vừa rồi Là Hỷ cầm trái lệ để nói với ta. Hắn nói là hắn thích ta. Thích Lê hả? Tốt. Ta cũng thích Lê mà. Nhưng mà ta chỉ coi hắn là sư huynh đệ thôi. Bây giờ ta thì không biết xử sao. Người cũng kỳ thiệt. Chỉ biết dỗ ngọt người ta, lại không chịu nói với người ta đàng hoàng. Người cười cái gì? Vậy là tốt rồi. Hả? Hắn thì là thích cô đó. Còn cô, có thích hắn không? Cái gì? Người biểu ta ở chung với La Hỷ hả? Sao lại không được? Bây giờ La Hỷ thì là quai phong mà, đại biểu cho người Hán. Muốn sao cũng được, hồ gió có gió, hồ mưa có mưa. Người biểu ta ở chung với La Hỷ, nhưng mà sao người lại tốt với ta, lại tặng? Hả? À, Mã công tử, sao đi mang quá vậy cũng chờ người ta? Mã Bắc Bình, cái tên lưu manh này. Sao cô đánh ta? Ta tưởng là người đã sửa đổi. Người vô liêm sỉ, người bỉ ổi lắm. Ta bỉ ổi? Ta nói cho cô biết, ta không có được tự chủ thôi. Được, người sửa dậy với ta. Từ nay cô đừng có tới chết ta nữa. Mã công tử à, chúng ta đừng ngon là ơi. Có đi mà, đi. Mã công tử, đi. Tuyết à, chuyện gì? Ta đau bụng quá. Đau bụng? Sao lại vậy? Ta đâu có biết. Cũng tại ngươi mà thôi. Mày mắc mớ tới ta. Ngươi nha, mày đã tốt bụng tặng bình rượu cho người ta, chắc là trong rượu bị dơ. Ta tặng cho cô bình rượu hồi nào? Có thiệt không đó? Cô đổ bình rượu đó.